dùng cho phép chúng tôi có thể quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn cho mình. Quý vị là những vị khách, cô dì chú bác cậu mợ và người thân của hai bên. Quý vị có thể dành một tràng pháo tay thật lớn cho chúng ta được không quý vị? Come on. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị, không ngại chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, và nếu được thì chúng ta hãy cùng cẩn thận, chúng ta có thể đứng lên dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón hai nhân vật chính trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, họ đã chuẩn bị rất lâu để cho một buổi tối như thế này, và nếu quý vị không ngần ngại có thể giúp chúng tôi là xin quý vị có thể chồng trẻ, và tại sao chúng tôi lớn mà chúng tôi phải đứng lên để mà chào đón hai bạn. Và thưa thì chúng ta ở đây ở văn hóa của người Mỹ, và chúng ta được sự giao thoa những cái gì đẹp, chúng ta cùng nhau gìn giữ và chia sẻ. Nên chúng tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ không ngần ngại việc lớn hay nhỏ, trẻ hay già ở đây, bởi vì chúng ta cùng nhau có một niềm vui để chia sẻ và chúc mừng cái hạnh phúc này cho Brian và Mimi. Và chúng tôi xin được cảm ơn quý vị đã đứng lên nở nụ cười thật tươi và những tràng pháo tay cho đôi vợ chồng. Thưa quý vị, sau đây cho phép chúng tôi xin được mời cậu hai, đại diện của hai gia đình, sẽ có đôi lời với tất cả quý vị quan khách trong buổi tối hôm nay. Xin được mời cậu. Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa bà con hai họ, cùng tất cả những bạn hữu của cô dâu và chú rể, tôi rất hân hạnh được đại diện cho gia đình hai họ để có đôi lời cảm tạ cùng quý vị. Kính thưa quý vị, sự hiện diện của quý vị đêm nay là một vinh dự to lớn đối với gia đình hai họ chúng tôi. Sự hiện diện ấy đã chứng tỏ lòng ưu ái và quan tâm của quý vị đối với chúng tôi đến dự buổi tiệc cưới của con em cháu chúng tôi là Bibi Trạch và Brian Hoàng. Ngoài ra, chúng tôi cũng xin quý vị thứ lỗi cho nếu có điều chi sơ suất trong việc tiếp đãi quý vị. Một lần nữa, tôi xin thay mặt cho bà con hai họ cùng cô dâu chú rể xin thành thật cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính chúc những món quà tinh thần đến cho Brian và Mimi cũng như tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay, thì xin vui lòng ghi danh với chúng tôi để tiện cho việc sắp xếp chương trình. Vậy xin quý vị hãy nán và chờ xem những trò chơi cũng như những món quà mà họ muốn chia sẻ đến tất cả quý vị. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và chúc tất cả quý vị ngon miệng. Bắt tay thật lớn cho cô dâu và chú rể cũng như là quý vị. Xin mời các cặp tình nhân hãy nán lại sân khấu, đừng về. Và xin nán lại sân khấu để có thể chụp một tấm hình được mà. Dạ, dạ chưa được về, đứng lại đây ạ. Dạ chưa ăn nữa, ăn sau. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay cũng như là 27 năm trước thì đôi vợ chồng này đã có ngày cưới cùng với ngày cưới của Bình và Mimi. Thưa quý vị, họ có mặt trên sân khấu này để cùng chia sẻ niềm vui và hạnh phúc. Thưa quý vị, nếu quý vị không ngại có thể dành một tràng pháo tay thật lớn cho anh Khang và chị Hương 27 năm rồi thưa quý vị. Và cũng như có những anh chị đây 5 năm, 10 năm, 1 năm, rồi cũng như 20 năm, 20 năm, rồi 17 năm, 15 năm. Dạ, rất là nhiều năm. Thưa quý vị, sau đây thì xin mời anh Khang và chị Hương có thể chia sẻ một cái advice, một cái lời khuyên cho hai vợ chồng để chia sẻ cái niềm hạnh phúc được không ạ? Rồi, nếu mà có một lời khuyên cho đôi vợ chồng trẻ thì chị sẽ nói gì đối với người vợ? Mình với anh xã Leo ăn nhiều đến nỗi cởi áo luôn mọi người. Anh xã Leo ăn quá trời đến nỗi mà cởi áo luôn. Dạ dạ, mai mốt có dịp gặp. Em về nha. Go hết. Dạ sorry chứ. Được giữa đã vào lòng 20 năm sau và vui sau về với 20 năm quá là bao. Về nha, về nha. Thế cảm ơn em nha. Có gì đâu. Có gì mà gặp tao. Rồi với em bye bye. Cuộc ok, bây giờ mình với Leo đi về thôi, cũng gần 10 giờ. Ok, I wait in here. You wait here? Yeah. Leo đi vô bedroom rồi mình chờ Leo. Nói chung cô dâu chú rể khá là đẹp nha mọi người. Ok, lần đầu tiên mình đi tiệc cưới của người Việt Nam thì thấy rất là thích ha, và họ cũng tổ chức rất là ấm cúng. Ở bên đây thì cũng có cái tiệc cưới khác đó mọi người. Nói chung nhà hàng này cũng có nhiều tiệc ghê á. Rồi quán Bibi nè mọi người. Ôi lạnh quá. Trời Leo. Trời Leo. Giờ người ta còn hát hò. Trời lạnh quá. Ok, Leo, ta lên come here. Ta lên kia. Giờ mình với Leo về nha mọi người. Bây giờ má ơi lạnh quá mọi người ơi. Bây giờ mình với Leo đi về nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã coi video của mình và Leo, và hẹn gặp lại trong video tới. Và có gì mình sẽ chia sẻ tiếp. Trời nó lạnh quá mọi người ơi, lạnh. Vậy thôi, mai còn đi làm nữa. Tạm biệt.